Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phước TV. Rất cảm ơn mọi người đã click vào xem clip của mình nhé. Hóa ra làm bánh bông lan lại đơn giản như thế này, chỉ cần làm một lần là không cần phải ra ngoài mua nữa. Cho 6 quả trứng, 300g bột làm bánh bông lan, 80ml sữa tươi khuấy đều lần đầu. Tiếp tục, dùng máy đánh trứng trong 3 phút để có hỗn hợp màu trắng sữa đặc. Thêm 80ml dầu ăn vào đảo đều là hoàn thành. Cho bột vào khuôn giấy, dùng lòng đỏ trứng và que tre tạo hình bông hoa ngàn lớp, lắc vài lần và cho vào lò nướng ở 150 độ trong 60 phút. Ngôi nhà tràn ngập hương thơm bánh mềm và xốp, ngon hơn rất nhiều khi mua ở ngoài. Mùa hè đã đến, nhiều bạn thích ăn chân gà, ngâm tắc, tuy nhiên món này có thể được chế biến đơn giản tại nhà. Đầu tiên chân gà cắt bỏ móng, mang đi luộc cùng với hành, gừng, rượu nấu ăn trong 15 phút và vớt ra nước lạnh để chân gà có độ giòn. Sau đó vớt chân gà ra tô thêm tỏi ớt băm, hành tây, chanh và tắc vào một gói sốt thái, đặc biệt không cần phải thêm gia vị gì cả. Trộn và ướp trong 1 giờ là có thể thưởng thức món chân gà ngâm tắc, sốt thái chua cay, ngon hơn cả khi ăn ở ngoài. Khi trẻ nhỏ thích ăn cánh gà rán, không cần phải ra ngoài mua mà được làm tại nhà, giòn bên ngoài, chín mềm bên trong và sạch sẽ, hợp vệ sinh. Đầu tiên cánh gà cắt đôi, thêm hành, gừng, muối, tiêu bột, xì dầu, sốt hào vào ướp trong 15 phút. Chìa khóa để cánh gà giòn rộp là gói bột này. Cho cánh gà vào tẩm bột rồi nhúng quả lớp trứng, cuối cùng phủ thêm một lớp bột cho cánh gà. Cho cánh gà vào chiên ngập dầu ở lửa vừa và nhỏ, 8 phút đến khi chín vàng hai mặt là hoàn thành. Cánh gà chiên kiểu này vừa ăn, thơm ngon hơn cả mua ở ngoài. Bánh bông lan mềm mịn, hương vị tinh tế, phương pháp làm đơn giản lại thơm ngon. Sáu quả trứng, 50g đường, 2 bịch sữa đặc, đảo đều, thêm 220g bột mì, 10g bột nở vào, đảo, thêm 50ml dầu ăn và đảo lần nữa. Cho táo tàu vào khuôn giấy, nặn bột vào, thêm mẻ rang, cho vô nồi điện hấp công, suất cao lại có 2 ngăn, có thể thêm nước, bất cứ lúc nào, hấp món gì cũng tiện lợi. Mọi người thấy hay thì hãy like, comment, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Chỉ cần hấp 15 phút là bánh đã chín mềm, bánh hấp đơn giản và ngon đã sẵn sàng, thực phẩm sạch và hợp vệ sinh tại nhà, khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bạn có từng nghĩ công thức làm thịt ba chỉ, chiên giòn vô cùng đơn giản, chỉ cần có muối, sẽ có món thịt ba chỉ giòn bên ngoài, bên trong, chín mềm tan trong miệng. Chuẩn bị thịt ba chỉ và một tô nước lớn thêm, ít muối, đậy nắp nấu ở lửa vừa và thấp trong, 30 phút và lấy ra ngoài. Làm sạch chảo, cho thịt vào đậy nắp đun từ từ, ở lửa vừa để bớt mỡ, lật mặt vài lần và đậy nắp. Sau đó chiên ở lửa lớn cho đến khi chín vàng, giòn hai mặt, bạn thấy có đơn giản không? Âm thanh giòn rụm bên ngoài, bên trong, mềm mại ngọt ngào, hãy nhanh chóng, thử ngay món thịt này nhé! Món chả giòn nhân tôm thịt đặc sản Quảng Đông, vỏ bánh giòn cùng nhân thịt đầy áp. Đầu tiên băm nhuyễn thịt ba chỉ và tôm,
thêm hành lá, tỏi băm, sốt hào, ít muối, tiêu bột, bột năng, bóp và trộn đều tay. Cho nhân vào ván đậu kho và cuộn lại, quét, thêm lòng trắng trứng hay nước bột năng và cắt thành miếng vừa ăn, cho vào chảo, chiên từ từ đến khi chín vàng giòn hai mặt. Chả giò tôm thịt chiên kiểu này chín giòn, bên ngoài, bên trong nhân bạn vừa ăn, hãy nhanh chóng làm ngay nhé! Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người thích video clip này, hãy cho video clip này một like và ấn dưới nút subscribe đăng ký kênh để xem thật nhiều video về món ăn mới của Food TV nữa nha. Cảm ơn các bạn.